Kính chào quý khán giả đài truyền hình SBN. Hôm nay 30 tháng Giêng năm 2016, chúng tôi Nguyễn Hữu Cang, nhóm phóng viên Orlando Florida đang có mặt tại hội Tết về nguồn của giáo sứ Thánh Philippe Phan Văn Minh tổ chức tại Fairground Orlando Florida. Trích theo phần nghi thức khai mạc chào cờ Việt Mỹ phúc bột niệm và dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc, linh mục Nguyễn Thanh Châu chánh xứ chào mừng và chúc Tết quan khách. Và ông nói: "Tôi được tuyên bố hội Tết về nguồn mừng xuân Bình Thân 2016 của giáo sứ Thánh Philippe Phan Văn Minh được khai mạc. Chúc mừng năm mới an vui đến cùng toàn thể." Cháu từ West Palm tới à. Dạ. Mục đích cháu mà lái xe, ông xã cháu phải lái xe 3 tiếng đồng hồ lên tới đây được, để cho con bé con cháu nó biết được cái truyền thống Việt Nam mình ngày Tết như thế nào. Coi mua lần với lại đốt pháo, với lại ăn những thức ăn truyền thống của Việt Nam mình ngày Tết. Tôi là Xuân Đẹp, tôi từ Orlando tới. Tôi đi volunteer nơi giáo xứ, nhưng mà tôi thấy cây đẹp quá thì thôi tôi mua về để có dịp Tết. Giáo xứ năm nào cũng có tổ chức hội Tết về nguồn. Đặc biệt khi mà tổ chức như vậy là để tỏ ra cái tình cùng nhau chia sẻ và cùng nhau nỗ lực để mà làm cho giáo xứ. Thành ra mọi người cộng tác với nhau rất là vui vẻ, thân thiện và hết lòng. Thành ra ai cũng rất là happy, ai cũng vui. Luôn tiện đây thì còn mong là cầu mong cho ơn trên cho tất cả được mọi người được nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Thế đây là một cái niềm vui cho tất cả giáo xứ được cơ hội để tổ chức một cái hội Tết như là mọi năm để tất cả những bà con có thể tới. Phóng sự kết thúc nơi đây. Nhóm phóng viên SPTN Friday Nguyễn Hữu Cang tường trình từ Orlando. Kính chào và hẹn lại lần sau.